Xin chào anh em, Tầm Bóng Đá TV đã quay trở lại với anh em rồi đây. Và như thường lệ, chúng ta hãy cùng đến với màn soi kèo hôm nay, trận đấu giữa Manchester United và Tottenham. Trận đấu diễn ra trong khuôn khổ vòng 12 của giải bóng đá Ngoại hạng Anh, diễn ra vào lúc 2 giờ 15 ngày thứ năm, 20 tháng 10 trên sân vận động Old Trafford của Manchester United. Dù trong số các đội bóng lớn, không phải lúc nào MU cũng có được màn trình diễn tốt và ổn định, thế nhưng họ lại thi đấu và có thành tích đối đầu tốt khi đụng độ Tottenham. Cụ thể trong 5 lần chạm trán gần nhất, các cầu thủ áo đỏ đã giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 và chỉ 1 lần chịu thua trước gà trống. Trong lần chạm mặt gần nhất, Quỷ đỏ đã giành chiến thắng nghe thở 3-2 trước đội khách với cú hat-trick của Cristiano Ronaldo. MU hiện tại vẫn đang duy trì phong độ tốt dưới thời Erik ten Hag. Trong 5 trận đấu gần nhất, trừ một trận thua muối mặt trước nhà đương kim vô địch Man City ở giải quốc nội, MU đã giành chiến thắng 3 trận đấu và chỉ hòa có 1. Trong đó, ở trận đấu gần nhất tại Cúp châu Âu, Quỷ đỏ đã nhọc nhằn bảo toàn được tỷ số 1-0 trước đội bóng nhỏ bé Omonia khi đối đầu tại Europa League. Còn ở Premier League, thầy trò Ten Hag vừa mới có trận hòa không bàn thắng trước Newcastle. Công bằng mà nói, thì Newcastle đang là đội có hàng thủ chắc nhất giải Ngoại hạng nên kết quả này không có gì quá đáng trách. Với 5 trận thắng, 1 trận hòa và 3 trận thua, tính đến thời điểm hiện tại, MU đã có được 16 điểm và tại vị ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Hàng công của đội chủ sân Old Trafford đã ghi được 13 bàn thắng, còn hàng thủ để lò lưới 15 lần. Dẫn dắt hàng công của MU là hai tiền đạo Marcus Rashford và Anthony khi mỗi người đã bỏ túi cho mình 3 bàn thắng. Theo kèo châu Á, MU chỉ thắng được 2 trong 5 kèo gần nhất, nổ 3 tài và 2 xỉu. Thành tích hiện tại của Tottenham vẫn là tương đối ấn tượng khi đội bóng đến từ phía Bắc London đã có được một chuỗi trận ổn định. Cụ thể, trong 5 trận đấu gần đây nhất, gà trống đã thắng tới 3, hòa 1 và chỉ thua 1 trước đội đứng đầu bảng là Arsenal. Ở trận đấu gần đây nhất tại đấu trường UEFA Champions League, đội bóng áo trắng có thắng lợi xít sao 3-2 trước Eintracht Frankfurt. Đồng thời, cũng trên sân nhà của mình, họ đã thắng trận đấu tại Premier League gần nhất với tỷ số 2-0 trước Everton. Trận thua Arsenal không ảnh hưởng đến thứ bậc của thầy trò Antonio Conte khi họ vẫn đảm bảo vị trí thứ 3 của mình tại Ngoại hạng Anh. Với 7 thắng, 2 hòa và 1 thua, gà trống hiện đang có trong tay 23 điểm. Hàng công của họ ghi được 22 bàn với chủ công là Harry Kane khi cầu thủ người Anh đã nã vào lưới đối thủ 9 lần, duy trì vị trí thứ 2 trong cuộc đua vua phá lưới. Trong khi hàng thủ dưới sự chỉ huy của Eric Dier mới chỉ để thủng lưới 10 bàn. Theo kèo châu Á, Tottenham đã thắng 2 trong 5 kèo gần đây nhất, nổ 3 tài và 2 xỉu. Mức tài xỉu nhà cái đưa ra là 2,75. Với sự kịch tính, căng thẳng đã có trong những trận đấu trước đó cùng với hai hàng công đều đang vào guồng, một cơn mưa bàn thắng là điều rất dễ xảy ra trên sân vận động Old Trafford. Do đó, đi kèo tài sẽ là lựa chọn đúng đắn. Man United trận này chấp 0,25 là đội bóng có phong độ và thứ bậc cao hơn, rõ ràng Tottenham mới là người nắm cửa thắng cao hơn. Do đó, đoàn quân của Antonio Conte xứng đáng là những người mà chúng ta có thể đặt chọn niềm tin. Dự đoán Man United sẽ thất thủ 2-3 trên sân nhà trước Tottenham. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc cho anh em sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt khi đặt cược vào hai trận đấu này. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của Tầm Bóng Đá TV để cập nhật sớm nhất các kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé. Xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.